Đó là như vậy, nhưng với một map rộng lớn như Lotus, không có một đặc vụ nào có sự cơ động cần có mà Yoru sở hữu để có thể nhanh chóng di chuyển quanh bản đồ và rotate. Những kỹ năng như clone của Yoru cũng là một công cụ tốt giúp hỗ trợ đồng đội lấy thông tin cũng như thao túng tâm lý đối thủ. Flash của Yoru cũng là chiêu thức tốt giúp mở bát trong các cuộc xung đột vũ trang. Chỉ bằng một quả flash mẫu mực, bạn sẽ khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái mù dở và là tiền đề để cho bạn cũng như những người đồng đội chiếm chốc point vốn rất hẹp của map. Ngoài lề là nếu bạn phải đối đầu với một Yoru mạnh như là bên Alime và bắt đầu khủng bố team bạn, thì cho anh em mình khuyên thật lòng nhé. Tốt nhất bạn cùng những người đồng đội nên mua kính chống choáng giá 2 V-coin một ngày. Cuối cùng là chiêu cuối giúp thu thập thông tin và quấy rối gây nhiễu loạn cho đối thủ, từ đó tạo cơ hội cho đồng đội bắt đầu tiến dần lên để chiếm lấy các hành lang dài vào side, vốn được thiết kế rất dài của Lotus. Do là một agent yêu cầu kỹ năng rất cao từ những người chơi, nên các bạn hãy đảm bảo rằng mình sẽ luyện tập và warm up đầy đủ với Yoru. Chứ nếu không thì mình khuyên thật lòng là bạn không phải cố chấp ép